chào mọi người. Hôm nay Miha sẽ quay trở lại với chủ đề là vẽ máy bay. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nha. Với những nét vẽ cơ bản thì mình sẽ vẽ một chiếc máy bay để mẹ và bé có thể cùng nhau chơi. Đây là một chiếc máy bay trực thăng. Qua cùng qua vẽ một kiểu máy bay khác nữa nha. Vẽ một cái thân tròn mập mạp. Nhìn cái vẻ giống như cái củ cà rốt. Xong rồi mình sẽ vẽ cánh máy bay. Rồi cùng vẽ đuôi máy bay. Rồi cùng vẽ khoang máy bay. Thì mình để đi lại các nét cho nó tô cho rõ ra và dán một chiếc máy bay hơn. Nên mình bị sổ nghẹt mũi á, giọng nghe khịt khịt. Cách vẽ khá đơn giản phải không mọi người? Đầu tiên mình vẽ cái máy bay như cái thân máy bay như cái củ cà rốt. Rồi sau đó là vẽ thêm cánh, thêm đuôi. Là sẽ ra được một chiếc máy bay. Đây, vậy là chúng ta đã có được hai chiếc máy bay rồi. Giờ chúng ta vẽ một bức tranh hoàn chỉnh với ý tưởng là vẽ máy bay ha. Mình sẽ vẽ cái máy bay có một cái chỗ ngồi giống như là kiểu máy bay mà mấy bé hay đi ngoài công viên.
Sau khi vẽ cái máy bay, thân máy bay xong thì mình sẽ vẽ qua cánh của máy bay nha. Xong rồi mình sẽ vẽ cánh quạt. Cái giống cái máy bay ở ngoài công viên mấy bé hãy đi không các bạn. Xong rồi mình sẽ điểm tô là có mây. Máy bay bay trên cao thì có mây đúng không nào. Rồi mình sẽ vẽ một chú thỏ ngồi trên máy bay nha. Chú thỏ này ngồi trên máy bay bay vèo vèo cho nên cái tay bay ngược về phía sau luôn. Xong rồi mình sẽ vẽ mắt. Vẽ mũi của chú thỏ. Mình sẽ vẽ thân chú thỏ nha. Cách vẽ rất là đơn giản, mình đã hoàn thành một bức tranh với chú thỏ ngồi trên chiếc máy bay rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha. Bye bye.